đây là khách thập phương đến đây dự lễ Đức Cố ở trong bãi thưa nhân dịp ngày 21 tháng 2 âm lịch, vào trong trong lễ Đức Cố. Nhưng trên đường đi thì cô bác anh chị em người ta ghé vào để mà ăn bánh xèo chay miễn phí, uống nước miễn phí, rất là đông nha quý vị. Thì quý vị mình thấy ông đó, chào cô ơi, cô dạ. Cô đi chung với đoàn con cô sẽ đẹp ha, đoàn bánh xèo nè. Dạ, đoàn bánh xèo chợ mới luôn. Dạ rồi, cô làm từ thiện gì là quá quý rồi cô ơi. Dạ, nói chung là cái kiếp người nó không có bao lâu, mà mình bỏ công ra để làm từ thiện giúp ích cho đời rất là tốt. Đức thầy nói là làm phước thì phước nhiều tiên cả lên gài ha, tội nhiều xa đội nhiều ngày thẩm thê, thành thử ra làm phước gì rất là tốt cô ơi. Dạ, cô mình được mấy đứa con rồi cô? Cô bốn đứa. Bốn đứa con ha. Dạ. Chắc là gả cứ hết trơn hả cô? Đứa chót hết là con nó năm nay 18 tuổi rồi. Dạ. Rồi bây giờ ổng ở nhà ổng làm gì cô? Ông xã cô á? Ông đi bán muối 7 năm rồi. Còn muối 7 năm rồi hả? Giờ cô sống mình anh với mấy đứa con, mấy đứa cháu? Sống trong với thằng Út, hai chồng thằng Út với hai đứa cháu nội. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là cô nhín cái thời gian ra để rồi cô đi bây làm giờ từ thiện. Cô đi làm từ thiện chứ không có nhín. À, có nghĩa là dứt phát làm từ thiện suốt luôn. Đi làm từ thiện. Trời ơi quá tốt rồi. Dạ. Có ai mà tốt được như cô? Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 80. 80 tuổi. À, 80 tuổi mà thấy cô còn là khỏe quá, tức là cô là còn là rất là trường cá, phong độ. À. Thiệt đó, con nói thiệt nha. Dạ. Không phải con nói định. Dạ. Cô mà thật sự là cô thấy cô còn lực. Dạ. Lượng lắm đó. Ừ. Còn công lực nhiều lắm á. Mà cơm rồi con ơi, cơm rồi tại đứng gì nó thật. Dạ không, cái tuổi mà 80 tuổi đó cô biết không? Dạ. 80 tuổi là như vậy là quá tốt. Dạ. Lực lượng phong độ và sức khỏe rất là tốt. Dạ. Nhưng mà quý vị các bạn, cô bác anh chị mình thấy cái video này là Minh Tiền ghi hình cô là cô là 80 tuổi. Dạ. Nhưng mà cô là còn sức khỏe như thế này mà cô còn nhín cái thời gian ra, cô nói là dứt phát qua làm từ thiện để kiếm phước đức ra về quê phải không cô? Về quê. Dạ. Vì hồi đó giờ mình làm mà tạo lại cho con. Dạ. Bây giờ mình làm cho mình. Dạ. Hồi đó giờ mình làm lo cho con. Dạ. Bây giờ mình lo cho mình. Dạ, đúng rồi. Dạ. Hồi đó thì mình đó là làm cho con. Dạ. Ha. Hồi đó là mình tạo để cho con. Dạ. Còn bây giờ mình làm cho mình. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Hồi lúc mà mình còn trẻ là mình gây mình gây tạo ra. Dạ. Con rồi mình phải lo cho nó. Đúng không? Dạ, đúng. Thì bây giờ mình đã gả cứ hết rồi. Dạ. Mà ông xã đã qua đời mất nữa. Dạ. Thì bây giờ cái thời gian sau này mình lo cho cái linh hồn mình. Đúng không? Lo chính mình, tức lo linh hồn mình. Đó. Cho nên thầy nói là nợ thế âu toàn tròn nợ thế mà đừng tu xuống liệu đèn dạng đường tu. Thấy không? Nợ thế mình đã lo ổn rồi, gia đình mình đã lo ổn rồi, bây giờ mình lo cái đường tu. Tu đây là tu phước rồi, tu lo đi đổ bánh xèo này là tu phước đó. Mà thầy nói là cái phước nhiều hiểu tiên cả lên gài phải không? Mà tội nhiều xa đọa nhiều ngày thấm thê. Cô nhà cô có ăn chay không? Có ăn chay luôn. Không có trường chay. Ăn chay kỳ ha. Ăn chay kỳ cũng tốt. Thầy nói đó là chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Phải không? Thành thầy mình nói là chay 4 bữa là quy tắc rồi, cũng là quý tốt rồi. Năm thì được 3 tháng. Dạ, năm 3 tháng. 4 nhà. Dạ. Bởi vì thầy nói là tùy duyên mà, phải không? Dạ. Tùy duyên chứ đâu phải là ai cũng như ai được. Dạ. Người ta có cái duyên sâu đậm thì người ta ăn chay trường, mình không, mình nói chung là mình cạn thì mình ăn chay kỳ. Dạ. Do cái duyên. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành thử ra thì 4 ngày nó quý hơn không có ngày nào. Dạ. Có người ta không ăn. Dạ. Được ngày nào nha cô. Dạ. Dạ. Đúng không? 4 ngày. 1 ngày, 2 ngày ta ăn không nổi. Dạ. Thậm chí những cái ngày mà gầm lớn mà người ta còn ăn không được nữa đó. Đó, chứ không phải là ăn được đâu. Bởi vì kiếm cái người ăn chay rất là khó lắm, mà ăn được 4 ngày như cô rất là quý. Đúng không? Đó, cô tên gì cho khán giả biết cho cô? Cô tên Đào. Cô tên Đào hả? À, cô tên Đào là 80 tuổi rồi quý vị. Đó, bây giờ gả cứ hết trơn rồi, ông xã đã mất 7 năm rồi. Bây giờ cô đi làm từ thiện nhân dịp lễ Đức Cố Quảng Trần Văn Thành ở Bãi Thưa. À, cô đến làm từ thiện đi chung với cô Sáu đẹp nha quý vị. Dạ. Dạ, con cảm ơn những lời chia sẻ, những cái câu chuyện mà thú vị của cô rất là nhiều ha. Dạ. Thì chúc cô sức khỏe và chúc cô là mạnh giỏi và chúc cô là có cái sự là tinh thần để tiếp tục làm từ thiện xã hội giúp ích cho đời. Dạ. Để mong sao Đức Thầy sẽ quay gót để cứu vớt linh hồn cô. Dạ. Về cảnh giới an lành của Đức Phật. Dạ. Ha.
Dạ. Rồi trước khi mà cô rời khỏi kênh YouTube của con, cô có đôi lời gì chúc con hay là có đôi lời gì chúc khán giả không vậy cô? Chúc hết mà các khán giả trong hậu trường này được nhiều sức khỏe. Dạ. Và trong nước và ngoài nước. Trong nước cả thế giới luôn. Được nhiều sức khỏe. Ai cũng bước vào hàng tu hết trơn á. Dạ, mô Phật. Dạ. Còn chúc cho hai cháu á luôn Phật mạnh khỏe vui vẻ đặng mà đi quay ha. Dạ. Gửi cho người ta xem. Dạ. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ. Cho đời. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều ha. Rồi hộ Phật để con xin phép con review mấy cái cô bác anh chị em đằng kia ha. Dạ. Hello, chào các bạn, chào tất cả cô bác và anh chị em đến với kênh YouTube Đây Đó Vĩnh Long. Giờ đây thì Minh Tiền sẽ review nhân dịp ngày là 21 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Thì nhân dịp lễ của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Thì trên đường mình đi cũng gần tới Đức Cố ở trong Bãi Thưa. Thì mình thấy ở ngôi nhà này có đãi bánh xèo ăn miễn phí và nước sôi từ thiện luôn nha quý vị. Thì Minh Tiền sẽ vào trong đây, Minh Tiền sẽ review cho các bạn của bác chúng ta cùng theo dõi nha. Bánh xèo chay ăn miễn phí và nước sôi từ thiện. Nước suối này cũng là từ thiện luôn nha quý vị. Nước suối cũng từ thiện luôn. Thì mấy cái cô trong đây thì đãi bánh xèo chay từ thiện luôn. Mình thấy rất là nhiều cô ngồi rất là đổ rất là cực khổ và rất là dễ thương nữa. Ở đây thì đường vô bên đây thì có mấy cái anh mấy chú chặt củi bữa củi đặng cho mấy cô này nấu để rồi là cùng là đổ bánh xèo cho cô bác anh chị em đi dự lễ Đức Cố Trần Văn Thành. Cho cô bác và quý khách đến dự lễ Đức Cố rồi sẵn ghé ăn bánh xèo để mà thưởng thức và trải nghiệm bánh xèo và chay nha quý vị. Mấy cô này đãi bánh xèo cho cô bác anh chị em thập phương đến dự lễ Đức Cố. Thì cái chỗ đổ bánh xèo này cũng gần tới cái điểm mà Đức Cố Quảng Trần Văn Thành ở trong cái Bãi Thưa. Thì Minh Tiền ghé đây, Minh Tiền sẽ review cho các bạn của bác chúng ta xem video mới của Minh Tiền ngày hôm nay. Thì cái cô đầu tiên thì ngồi đổ là để coi bình điếm có mấy chảo nha. 2, 4, 6, 7 chảo. Cái cô ngồi này ở ngoài đường á, là bước vô trong thì đầu tiên thì cô này cô đổ là ngồi đổ là 7 chảo. Thì bánh xèo chay thì gồm đây thì nói chung là cũng củ sắn đồ. Rồi của cái đỏ là quý vị. Rồi hành luôn. Bánh xèo chay là đơn giản là như vậy thôi nha quý vị. Tàu hũ rồi đó. Thì cái cô thứ hai thì mình thấy cổ ngồi đổ thì đã coi điểm cho mấy chảo nha. 2 4 6 chảo. Cô thứ hai đó cô ngồi đổ là 6 chảo quý vị. Đó. Đây. Cái cô này đó, 6 chảo. Quay lên đang đưa ra ngoài đó, nước nó ra nước ngoài đang đổ luôn. Dạ. Cô mời nhà mình gần đây không cô? Dạ. Nhà cô ở chợ mới hả? Cô đến đây đổ mà bánh xèo cho bà con mình ăn là bữa nào cô? Đi hồi bữa 19. Đi bữa 19 tới giờ ha. 19 20 21 là bữa nay là 3 ngày hả cô? Ngày mới nữa là 4 ngày. Là cô ở trên chợ mới chợ mới chảnh. Tại chợ mới á. Tại chợ mới luôn. Cô đi mình lên xuống đây hay là cô đi ai cô? Đi nguyên đoàn ha. Đoàn mình đi xe xuống hay là đi xe Honda? Đi xe Honda không? À đi xe Honda xuống không ha. Mình đi được mấy chiếc xe Honda cô? 5-7 chiếc, cái chục chiếc Honda rồi. À cái chục chiếc xe Honda. Đồ á thì dạ. Mình đi mà đổ bánh xèo chay từ thiện gì rồi ở nhà mình có ăn chay luôn không cô hay là mình ăn mặn hay là ăn chay kỳ cô?
ăn chay kỳ. À, ăn chay kỳ ha, ăn tháng 4 ngày ha. Có người thì ăn trường cũng có luôn. Dạ. Có người thì trong đoàn mình có người ăn chay trường, người ăn chay kỳ ha. À, theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của mình ha. Dạ. Cô làm từ thiện này là mới làm đây hay là làm lâu rồi cô? Có nghĩa là cô làm lâu rồi ha mà không nhớ ha. Cô làm lâu rồi chắc có lẽ là không nhớ. Bánh xèo rất là ngon nha quý vị. Bánh xèo rất là ngon nha. Quá thấy ngon luôn. Dạ, bánh xèo quá ngon cô ơi. Cô này thì cổ ở trên chợ mới An Giang quý vị. Cổ đến đây đổ bánh xèo chay. Là ngày 19. Ngày 19 là bữa nay là ngày 21. Là ngày mai là ngày 22 cổ mới đi về. Đó. Nhân dịp cái lễ của Đức Cố Quảng ở trong Bãi Thưa. Cổ từ ở chợ mới mà đến đây bằng xe Honda khoảng cả chục chiếc đến đây mà đổ bánh xèo chay cho khách thập phương đến dự lễ Đức Cố. Để rồi dùng bánh xèo luôn. Cổ làm từ thiện nha, không có lấy tiền đồng bạc ai chân nha. Cái này là mình sức công ra chứ mình có phụ là bột gì không? Lo kinh phí luôn nè. À, kinh phí luôn hả cô? À. Thì anh em cô bác có hỗ trợ được gì không? Dạ. Còn mình lo. Cổ lo. Dạ. Cổ lo kinh phí và sức công ra luôn nha quý vị. Dạ. Cô tên gì cho khán giả biết cô ơi? Dạ. Cô tên gì cho khán giả biết cô? Cô tên Đẹp. Cô tên Đẹp ha. Tại vì trong cái sự mà đổ bánh xèo chay thì cổ sợ khói bụi đúng không vậy? Cho nên đó là cổ bịt cái khẩu trang mình không có thấy mặt rõ được nha cô bác. Cô có thể cho khán giả biết cơ mặt luôn. Dạ. Tại vì khán giả xem video của con, người khán giả muốn là thấy mặt cô làm từ thiện để mà cô Sáu Đẹp. Dạ cô Sáu Đẹp. Dạ, hay cô Sáu Đẹp của gì? À. Luôn đây mấy thằng từ thiện thì dạ. Vậy hả? Gọi. Vậy cô mà đọc số điện thoại đi rồi 033 897 4433 là cô Sáu Đẹp nha, ở chợ mới là thường đi làm từ thiện. À, có nghĩa là cô bác anh chị em mình cần thiết làm từ thiện thì điện cái số điện thoại vừa qua của cô nha. À. Dạ. Rồi bây giờ để con thì cô Sao Đẹp nói là cô bác anh chị em mình ở đâu mà cần đến để mà làm từ thiện giúp đỡ thì cô sẽ đến đám tiệc hay là chùa chiền cúng quả gì đó lễ lộc gì cho hay là tới. Dạ, đám tiệc chùa chiền lễ lộc gì cho cô hay cô đến giúp đỡ liền. Sức công mà giúp đỡ liền, từ thiện miễn phí không lấy tiền quý vị. Dạ, miễn phí. Rất là tốt nha, cổ là bỏ công công an việc làm gia đình thì nói chung là cổ sắp xếp rồi thì cổ mới đến đây nha quý vị. Rất là tốt nha quý vị. Nói chung là cái tỉnh An Giang là nói chung là bà con cô bác người ta làm từ thiện những cái ngày lễ rất là nhiều, rất là đông. An Giang này từ thiện dữ. Dạ, tỉnh An Giang là cô bác anh chị em đó là từ thiện. Đang tôi. Dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu và cô Sáu. Rồi con sẽ qua bên kia, con sẽ dìu quý bên kia. Dạ cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Dạ cảm ơn cô. À bánh xèo của ai? Bánh xèo này bánh xèo của ông Hai Lò nghe quý vị. Vậy hả? Vậy là cô đi chung đoàn hả cô? Dạ cô này cô đi chung đoàn luôn quý vị. Cô đi chung đoàn với cô Sáu Đẹp luôn. À. Thì mình qua bên kia mình sẽ review cho các bạn của bác chúng ta theo dõi rồi sau đó mình sẽ review khách thập phương ghé ăn nha quý vị. Đó. Rồi cảm ơn cô mấy cô rất là nhiều nha. Dạ chào cô nha. Đây cô nãy mình hỏi thăm là phỏng vấn thì cô thứ nhất nha. Đó còn cô là cô thứ hai nè. Đó cô này cũng ngồi đổ bánh xèo nè. Đó là Sáu chào quý vị, cũng là trong đoàn của cô Sáu Đẹp luôn nha. Đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình qua bên đây. Cái cô này là cô thứ ba nha. À, cũng là đi chung đoàn của cô Sáu Đẹp luôn. Cô này cô đổ cũng là sáu chảo luôn quý vị. À, sáu chảo luôn. À, cô ngồi cô đổ sáu chảo mình lên quý vị. Thì bánh xèo chay thì quý vị biết đó thì tàu hũ nè. Rồi là củ sắn nè. Củ cải đỏ đâu quý vị.
đó. Rồi á là hẹ đâu quý vị, là bánh xèo chay đó. Dạ con ở tỉnh Vĩnh Long á cô. Dạ có tỉnh Vĩnh Long con. Dạ. Dạ. Con mới tới đó cô. Dạ. Ở đâu, ở Vĩnh Long hả? Ở Vĩnh Long. Dạ. Vĩnh Long rồi, nó tiếng ngoài nè. Dạ, cô đi chung với cô Sáu đẹp ha. Dạ. Dạ đi chung đoàn. Em con dâu á. Dạ. Vậy là con dâu cô hả? Em chồng. Em chồng hả? Em chồng. À em chồng. Em chồng cô Sáu. Dạ. Là cô cũng ở chợ mới luôn hả cô? Chợ mới chung chỗ luôn. Dạ chung chỗ luôn. Rồi mình làm cái gì rồi mình còn đi đâu nữa không cô, hay là mời bỏ một buổi nữa về? Dạ ngày mai là mình đổ một buổi nữa là mình về ha. Dạ. Dạ rất là quý. Cô làm từ thiện được bao nhiêu năm rồi cô? 8 năm rồi. À làm từ thiện được 8 năm rồi ha. Dạ. Mình làm từ thiện vậy rồi ở nhà mình có ăn chay không, hay là mình có dâu ăn chay à? À dâu ăn chay ha. Dạ. Rồi mình ăn chay kỳ hả cô? Dạ mình ăn chay kỳ. Dạ ăn chay kỳ ha. Dạ. Thì tốt quá. Quê tôi ở ông Cao Tàu Hạ nè. Cao Tàu Hạ hả? Dạ. À Cao Tàu Hạ. Chờ bà An Giang nè. À Cao Tàu Hạ hả? Cao Tàu Hạ chứ. Dạ con mới chạy xe đi qua đó cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 71 rồi. Hả? 71. 71 tuổi hả? Dạ. 71 tuổi mà thấy cô còn cứng nha. Dạ. À, cô tên gì cô? Cô tên gì vậy? Bé. Hả? Bé. Bé hả? Dạ. Dạ. Cô bé là 71 hả cô? Dạ. 71 tuổi. Khoảng còn là bỏ công ra để rồi để làm từ thiện. Dạ. À, đổ bánh xèo này là cổ đổ bánh xèo chay từ thiện nhân dịp lễ Đức Cố ở trong Bảy Thưa. À Dương Đăng Linh, nhưng mà cô gác tất cả những công ăn việc làm của gia đình để mà cô đi là đổ bánh xèo chay cho bà con đi là khách tham quan với khách mà dự lễ đó là đến để mà ghé ăn. À, là đi chung cái đoàn của cô Sáu đẹp đó quý vị. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ, dạ mấy ba cô nha. Dạ, đây là cô thứ ba nha quý vị, là trong đoàn của cô Sáu đẹp. Giờ đây thì tới. Dạ. Dạ có cô. Có. Trên tư quy có luôn nha. Trên điện thoại có luôn. À, kênh YouTube là đây đó Vĩnh Long nha cô. Dạ. Đây là cô này là cũng trong đoàn của cô Sáu đẹp luôn nha. Là cô thứ tư nè. À, coi cô đổ mấy chảo nha. À, 6 chảo quý vị. À, cô này cũng đổ 6 chảo luôn nha. Rất là quý nha quý vị. Thì nãy giờ thì mình review mấy cô đổ bánh xèo. Giờ đây thì mình sẽ review dài trong đây. À, coi cô này cô làm gì đây nè. À, dạ. Cô đang là xào bằng cái hành đó quý vị. Đang xào hành. Dạ, hành làm nhân đó cô. À, cô xào hành làm nhân. Dạ. Còn đây thì đồ ăn quý vị. Đồ ăn chay rất là ngon nha quý vị. Đó. Quá ok luôn nha. Đó. Đây quý vị. Nè. Đồ ăn chay rất là ngon nha. Đó. Minh Tiền sẽ review đồ ăn chay nha quý vị. Đó. Đây tàu hũ quý vị. Đây, tàu hũ này gồm có là hành quý vị, đó, hành rồi tiêu, tàu hũ sắc mỏng mỏng ra làm rất là ngon quý vị. Còn bên đây á, bên đây thì cái này thì gồm có là nhưng nha, nhưng bánh xèo gồm có là cái gì, củ sắn, củ cây đỏ, tiêu và tàu hũ. Rồi cái này cái gì hẹ, hẹ là làm nhân nha quý vị, làm nhân. Còn ở trong đó thì mấy chị rửa chén quý vị. À, rửa chén và đây thì để dĩa quý vị. Không, dĩa. À, đây là để dĩa để ăn bánh xèo quý vị. À, còn đây thì những cái chén mà đựng nước tương, nước mắm đâu nha quý vị. À, đũa. Còn ở đây thì mấy chị này thì là hậu cần, coi như là rửa chén bát rồi nghe quý vị. À, bên đây thì để rau. Dạ, rau và gồm có là củ sắn nè, củ cây đỏ. À, là chung đoàn của cô Sáu đẹp nha. À, dạ. Dạ. Đây. Dạ. Đây.
đó ở đây còn đây, dạ đây dạ con ở Vĩnh Long cô. Vĩnh Long hả? Dạ cô đi chung đoàn có cô Sáu Đẹp ha. Phải rồi. Rồi cô ở mà chợ mới luôn hả cô? Ở chợ mới em nha. Dạ cô lên đây bữa nghe cô Sáu Đẹp nói là lên đây bữa 19 phải không cô? Lên đây bữa 19 bây giờ. Dạ 19. Dạ. Nghe nói đâu là trưa ngày mai đổ thêm một buổi nữa là mình mới chia tay ha. Dạ. Dạ năm nào mình cũng là tổ chức mình đi đổ bánh xèo dịp cũng lễ của ông ha. Dạ. Dạ. Cô ở chợ tại chợ mới luôn ha. Dưới chợ mới một chút. Dưới chợ mới ha. Dạ. Rồi cô đổ bánh xèo chai như gì rồi như là cô xuất công ra rồi như là ba cái bột đồ ăn đồ này kia rồi mình xuất tiền cho mình mua luôn hay là mình, có ai ủng hộ không cô? Có, cũng nhiều người ủng hộ chung hùng với nhau để mà mình đãi cho bà con đi lễ ăn. Dạ. Chung vui với nhau hết. Quá trời tốt rồi. Quá trời. Cô được bao nhiêu tuổi mà cô làm công quả tốt quá vậy cô? Năm nay được 65 tuổi rồi. 65 tuổi của gì? Dạ. Cô tên gì cô? Tên Lệ. À cô Lệ. Dạ. 65 tuổi. Dạ. Làm công quả đổ bánh xèo chay. Dạ. Quá trời tốt nha cô. Dạ. Bây giờ còn hai cái nhân vật ở dưới nữa. Dạ. Đó, bây giờ mình xuống mình quay luôn. Dạ lên tôi quay luôn, Dạ, đây đây đó Vĩnh Long. Dạ đây đó Vĩnh Long. Dạ, dạ có liền. Đây. Đây là cái chị này đổ mấy cái chảo ta, cái 2 4 6 chảo. À. Chị đổ là 6 chảo nghe quý vị. Bánh xèo chay chị ngồi mình ên mà đổ tới 6 chảo. Cái bánh xèo chay này đó là chị đổ nó dày chứ không phải là mỏng nha. Mặc dầu làm từ thiện làm chay nhưng mà cũng phải đổ dày cũng là bánh nói chung là nhìn thấy là cũng là ok con lành đàng hoàng nha. Chứ không phải là đổ mỏng nha quý vị. Quý vị nhìn cho kỹ nha. Bánh xèo chay nè. Dày đàng hoàng nha. Đó, đổ rất là dày chứ không phải là mỏng nha. Rất là ok, rất là ngon lành. À. Ngồi mình nên mà đổ 6 chảo đó quý vị. À. Đây là cái người nhân vật trong đoàn của cô Sáu Đẹp ha. Là cũng là cái người thứ 5 nha quý vị. Nãy là 4 người mình review ở trên, bây giờ đây là người thứ 5. À. Dạ, bịt khẩu trang rồi mình nhìn cũng không rõ là cổ còn trẻ ha, cổ đã trở về 70 hay là 6 mấy gì mình cũng không biết nữa nha quý vị. À. Chị cho em hỏi chị năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 45 ông ơi. À 45 tuổi hả? À 45 tuổi mình kêu bằng chị được nha quý vị. À, mình tưởng đâu là khoảng 70 mình kêu bằng chị, kỳ lắm à. Tại vì bịt khẩu trang mình thấy không có rõ. Quý vị và cô bác anh chị em mình cũng thông cảm, cũng như chị mình cũng thông cảm, có gì sơ sức nha. Quan hỷ nha. Là mình ở chợ mới cũng gần nhà của cô Sáu Đẹp luôn ha chị. Rồi. Dạ. Mình làm công quả hợp tác với cô Sáu Đẹp này khoảng bao lâu rồi chị? Đi chung với cổ làm công quả từ thiện á. Mới buổi sáng này. Mới sáng này hả? Chứ cái đồ này nghe nói đi ngày 19. Rồi. 19 mà chị mới có vô đổ bánh xèo là mới có bữa nay thôi nha. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Bây giờ đây mình sẽ đến một cái nhân vật cuối cùng đổ bánh xèo là ở đây nha quý vị. Đó. Đây quý vị. Đây. Chào cô với cô. Dạ. Dạ con nhìn cô chắc con đoán chắc cô khoảng chừng 70 à. Không đâu, già dữ hả? Ủa? Vậy là sao mấy à? 6, vậy là 6 mấy chắc 65. 66 hả? À rồi 66 tuổi ha. Đoán chút là trúng rồi ha. Rồi, đây coi cổ đổ mấy chảo của chị. Rồi 2 4 6 chảo. À mỗi một cô chỉ đổ 6 chảo của chị. 6 chảo bánh xèo chay đây quý vị. À. Cái nào cái nấy rất là to và đổ rất là dày của chị. Còn đây là bột của chị. Bột gồm có cái gì cô? Cô nói ra. Bột có nghệ, gì? Dừa. Nghệ, dừa. Dậu xong. Rồi hành lá đúng không? Hành lá. Hành lá. Đó, nghệ, dừa và hành lá. Còn nhân mình gồm có đầy đủ. Nhân củ sắn, củ sắn của cái đỏ, giá, tàu hũ. Và hành luôn phải không cô? Hành. Đó là nhân của gì? Nhân tiêu. Rồi tiêu. Bột ngọt rồi vô. Tỏi, bột ngọt. Đó, đó là nhân của quý vị. Đây nè quý vị. Người ta đã 66 tuổi rồi mà người ta vẫn bỏ công ra và đi làm từ thiện. Sức khỏe rất là tốt. Hồi đó giờ mười mấy năm nay rồi. Dạ. Là nay là đổ là 2 ngày rồi. Dạ. Đó, được chưa?
à, cổ đổ 2 ngày bánh xèo chai miễn phí từ thiện của quý vị. 2 ngày rồi. Ngày mai nữa là 3. Ngày mai nữa là cô chia tay phải không? Chia tay. À, cô đổ qua bữa nay là cô chia tay quý vị. Ý quên lộn, ngày mai là chia tay. Mai nhớ chia tay cô bác. Dạ, ngày mai là chia tay cô bác. Năm ở, nào? Mương lớn chùa Cá Chuộng 2. Dạ. Năm nào mình cũng đi đến năm đây. Năm nào cũng đi. Dạ, năm nào cũng đi ha. Năm nào cũng đi hết. Dạ. Rồi bây giờ khán giả của con đang xem video của con, cô giới thiệu cô tên gì? Cô thì tên ngoài thì thường gọi là Béo, ở trong thì Nguyệt. Dạ, ở ngoài thì Béo, ở trong thì Nguyệt. Là 65 tuổi cô. 66 tuổi, 66 tuổi của tuổi Tức. Cô có gia đình chồng con gì không cho khán giả biết? Cô đơn độc mã. Cô đơn độc mã, độc thân luôn ha. À, một cô mình. Thì gán giúp cho cô. Cô nghèo lắm, cô đi làm từ thiện không đó. Dạ, cô làm từ thiện không quý vị? Rất là tội nghiệp và đáng thương nha quý vị. Đó. Rồi cô mời có cái số điện thoại của cô ra không? Cô đọc cho khán giả. 0 3 8 2 2 0 5 9 4. Đó là cái số điện thoại của cô nha quý vị. Cô đang sống là độc thân một mình, không chồng không con gì hết. Và cô là làm từ thiện. À, làm từ thiện à, cô không gia đình không chồng con mà làm từ thiện quý vị. À, cô rất là tội nghiệp và đáng thương nha quý vị. Đủ 10 con số chưa? Đâu, cô đọc lại cho khán giả ta xem ơi. 0 3 8 3 2 2 0 5 9 4. Đó, đó là số điện thoại của cô nha quý vị. Ở con có cái ông nào không cấp cho ấp số 1 ở ấp cứ ấp số 21 xã Kiến Thành. Rồi nói địa chỉ luôn. Địa chỉ là ấp Kiến ấp số 22. Rồi tiếp tục. Đó, coi, có tiếp ông tục. Nào cắt bả luôn. Dạ. Thôi không có, để làm từ thiện. Bả luôn. Anh này anh nói có ai là giới thiệu cho cổ nhưng mà có nói để làm từ thiện. Cổ bây giờ cổ thích làm từ thiện đó quý vị. Nếu như cô bác anh chị em mình ai có ủng hộ là tinh thần. Dạ, làm từ thiện mà đâu có mình sức công cái làm từ thiện mà đâu có tiền bạc gì đâu. Rồi khi làm mướn á. Khi làm mướn có tiền á, cái đầu mua khăn lạnh cho người ta nữa. Dạ. Ướp cho người ta mát. Dạ. Cô khổ lắm con ơi. Vậy hả? Cô có đất vườn gì không hay là cô sống ở trọ cô? Không có cục đất cho chim. Dạ. Ở ấy đâu mà. Khổ lắm. Nhà ở chỗ khu vực lở đó rồi nó dạ. Cũng lở đi xuống sông nữa rồi. Dạ. Đó. Cổ rất là khổ quý vị. Cổ không có đất nghe quý vị. Và cổ cổ cắt nhà cho. Nhà của cổ thì từ thiện cắt cho. Và hàng ngày cổ đi làm từ thiện để giúp ích cho đời. Và bên cạnh đó cổ muốn đi làm từ thiện, cổ không có tiền thì cổ phải đi làm thuê làm mướn để lấy tiền đó để rồi cổ là đi làm phương tiện để đến làm từ thiện những cái điểm đó. Cũng như bữa nay cổ về lễ Đức Cố Quảng Trần Văn Thành để làm từ thiện. Thì những cái ngày tháng trước cổ đi làm mướn làm thuê để kiếm tiền để cổ mà làm phương tiện để cổ đến đây để mà đổ bánh xèo chai từ thiện nha. Quý vị cô bác anh chị em mình ai có thương tình giúp đỡ thì liên lạc với số điện thoại của cô vừa qua nha. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Rồi máy bay cô nha. Dạ máy bay. Giờ đây thì Minh Tiền sẽ review tiếp tục cho các bạn cô bác chúng ta. Cho quý vị biết là số lượng khách ăn bánh xèo chay ở tại nhà này không biết nhà của chủ nhà tên gì mình không biết cho quý vị. Chị à, nhà của chị Tám Tiết nha. Ở đây địa chỉ gì vậy con? Ở đây chỗ Vinh Đức Cố. Vinh Đức Cố nha quý vị. Vinh Đức Cố. Vinh Đức Cố. Xã này xã gì vậy chị? Không biết luôn ha. Ấp Vĩnh Lộc hả cô? Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình. Rồi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đây. Cô này cũng làm công quả quý vị. Đó. Cô làm công quả đó quý vị, cổ đang sắt dưa leo quý vị. Đây. Dạ, chào cô nha cô. À. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nghe. Dạ dạ. Ở bên đó thì rau
rau này thì mình tự mua hay là người ta đem lại cho? Rau này là ở ngoài chợ mới á, người ta cho rồi nó đem vô một chiếc xe tải. Vậy đó hả? Ừ, chở đi chiếc xe tải luôn á, mấy người trồng rau mà. Dạ. Đây là cô chủ nhà luôn hả? Ừ, ở đây là mình địa chỉ gì cho cô? Hả? Địa chỉ đi. Địa chỉ ở đây nè, địa chỉ ấp xã ấp Vĩnh Phước hả? Ừ, xã Vĩnh Bình. Dạ, xã Vĩnh Bình. Ừ. Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cô tên gì cô? Lê Thị Tuyết. Lê Thị Tuyết. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô Tuyết? 70 ha. Rồi cái này cô cho bà con người ta vào trong đây để rồi người ta nấu nấu để rồi người ta mượn mượn cái chỗ đây nấu nướng nha. Ừ, rồi, và đổ bánh xèo. Dạ. Rồi cô ủng cô chẳng những cô cho là làm từ thiện cái nhà khu vực của cô mà còn còn phụ họa tiền bạc nữa ha. Ừ, quá trời tốt, cô quá tốt. Dạ. Rồi tôi làm phụ mẹ con, tôi làm phụ mấy ngày rồi còn cái tiền. À cô rất là tốt, cô lớp nào cô là sức công ra, bỏ công ra. Cái đó là cho tôi chứ không phải cho người ta. Nó cho người ta chứ thật sự là cho mình. Dạ. Mình bỏ tiền ra thì mình hưởng chứ ai đâu hưởng, cái đó nó đâu có mất. Dạ đúng rồi. À, còn lại nhưng mà mình dạ. Lớp để mình giúp đỡ. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này nếu nói về bên cái đạo thì mình bố thí, tức mới bố thí cho người ta. Tức là mình làm cho mình. Mình làm cho mình. Làm cho mình. Cho người ta. Dạ, có nghĩa là mình là làm phước, Đức Thầy nó làm phước, phước nhiều tiến cả lên gài ha. Ừ. Phước nhiều tiến cả lên gài mà tội nhiều sao đó nhiều ngày thấm thê. Ừ, mình làm phước mình hưởng, chứ đâu có ai hưởng. Dạ, đúng rồi, mình làm phước mình hưởng. Tức là ý của cô đó là mình làm phước thì mình hưởng nha quý vị. À, tức là mình giúp cho người ta, tức là mình giúp cho mình. Ừ, giúp ý của cô là nói vậy. Dạ, ý của cô là nói như vậy. Ừ. Nói cho ta chứ cho mình chứ đâu cho ta đâu. Dạ. Dạ dạ dạ, cảm ơn cô. Vậy là cô cũng là hiểu về bên cái đạo, bên cái phước đức và công đức và hiểu được cái chân lý của Đức Thầy. Ông cổ của tôi hồi đó ông tu mà ông chết ông biết ngày giờ luôn. Dạ. Ngày mai ông chết là bữa nay ông đưa con cháu đi đâu để ở lại đây mà. Dạ, là ngày mai ông là ông đi học hành rồi con cháu ở nhà đây. Dạ. Ông có chuyện tỉnh táo mà tới chừng nào ông tất cả thôi chứ ông có mê mội gì hết. Dạ. Vậy là hàng ngày là ông tu tu đạo cao đức hạnh dữ lắm. Ờ, cho nên mới biết được cái ngày giờ. Lại cái đai cái đá cho nên. Dạ. Đụng dưới đất ông mới chịu, đụng dưới giá ông mới chịu. Ông nói, dạ. Mình đập đầu cầu Phật á, ông lại chạy. Dạ. Dạ. Phước là nhà ngang cái giờ không làm gì. Dạ. Vậy là đó là tấm gương của đời sau. À. Quá trời tốt. Rồi, con cảm ơn con nhiều nha. Để con review cho khán giả xem cô bác anh chị em mời dùng bánh xèo chay cho cô. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Đây quý vị. Đây quý vị. Đây. Bữa nay Minh Tiền sẽ đưa cô bác anh chị em mình lên mạng bên TV luôn nha. Đó. Đây có cái chú này của chú đổ bột quý vị. Đó, bột. Có máy móc tại chỗ luôn quý vị, máy móc tại chỗ xây bột, xây gạo quý vị, phải không? Cái này là gạo quý vị, máy này mới xây nha, mới xây xây ra thành gì quý vị, rồi hồi nữa đổ bánh xèo quý vị, là cô này đi chung với cô Sáu Đẹp hồi nãy, cái chú này cũng vậy luôn, đi chung đoàn luôn quý vị, là trưởng đoàn hả? Dạ, chú trưởng đoàn hả chú? Ủa, chị trưởng đoàn hả? Rồi cái chú này là như chung đoàn của số đẹp luôn hả? À, là cô là phụ luôn ha. Dạ, đi qua đi anh. Rồi cô đi theo đoàn của cô số đẹp này được bao lâu rồi? Bao ba năm rồi anh? 4-5 năm rồi hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi đặng mình biết được mình 65 tuổi. 65 tuổi nha. Dạ. Đoàn này đoàn của Hai Lò hả? Ừ, Hai Lò. Đoàn của ông Hai Lò. Dạ. À, 65 tuổi thì năm nay mình cũng 40 mấy tuổi à, biết kêu sao đây? Chú đi. Kêu chú đi ha. Chú tên gì chú? Trần Văn Bình. Trần Văn Bình hả? À,
chú cũng ở trên chợ mới luôn. Tôi ở huyện Cà Đỏ. Huyện Cà Đỏ hả? Chứ không phải là ở chợ mới với cô Sáu Đẹp. Huyện Cà Đỏ. Xã Trung Hưng. Xã Trung Hưng. Ấp Thành 2. Ấp Thành 2. Là đó thuộc về tỉnh Cần Thơ. Tỉnh Cần Thơ. Mà thành phố Cần Thơ. Nhưng mà sao mà chú biết được cô Sáu Đẹp mà chú hợp tác đi chung mà làm từ thiện cho chú? Bởi vì chị em mình gặp lâu rồi, bây giờ hợp tác lại để làm từ thiện. À hồi đó là gặp sao chú, gặp sao? Lúc chị đi bán lò đó. Bán lò hả? Hai lò để bán lò. À hai lò là bán lò. Gặp tôi để kết bạn với nhau. À kết bạn nhau. À gặp cái trường hợp là bán lò ha. Rồi kết bạn anh em nhau rồi rủ nhau đi làm từ thiện luôn đó. Bởi vì mới thắc mắc không mắc chỗ này nè, tại sao mà cô Sáu Đẹp là ở trên chợ mới, chợ mới An Giang phải không, nhưng mà tại sao chú là ở bên cờ đỏ đúng không, Cần Thơ, nhưng mà tại sao gặp nhau? Khán giả thắc mắc cái chỗ này đúng không, cho nên con mới hỏi chú là cái chỗ này đó, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt đó. Cái câu chuyện là nó phải là minh bạch, nó sáng tỏ như thế này đó, để mà khán giả người ta xem người ta mới hiểu được đúng không. Rồi bây giờ cô ơi, bây giờ chú là chú xây gạo. Xây gạo. Rồi như vậy thì chú có gia đình vợ con gì không? Có, cái đổ bánh bên kia kìa. Là có vợ có con. Rồi con chú gả cứ hết chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Là còn mấy người chưa và mấy người đã gọi chú? Còn hai người chưa nữa. Hai người chưa. Là gái hay trai chú? Trai không à. Trai không, là chưa có vợ. Chưa có vợ. Còn mấy người gả hả chú? Hai đứa gái gả và thằng trai cưới ha. Rồi cái công việc của chú cũng sắp xếp ổn định rồi, chú mới đi họp cộng tác với cô Sáu Đẹp. Dù tôi nói với chú thế này, dù không công việc cũng không ổn thỏa gì chú mấy. Dạ. Bổn phận trách nhiệm mới làm những điều kiện gì mình đã chấp nhận rồi. Dạ. Nghèo khổ cũng làm được hết. Mình hiểu được cái phước đức của nó rồi, đúng không? Đúng. Cho nên đó là tới cái ngày giờ là đi làm từ thiện rồi là mình tạm gác qua tặng mình làm từ thiện, tặng mình kiếm cái phước đức hả chú? Tại vì thầy nói là phước nhiều tiến cảnh lên gài, đúng không? Rồi. Cho nên đó là cái mốc đó mà chú hiểu được, quan trọng là chú hiểu được, chú mới làm từ thiện để giúp ích cho đời đó. Bởi vì chú nghĩ rằng là cái phước đó, thầy nói là phước quý hơn bạc vàng, đúng không? Đúng rồi. Cho nên thầy nói là cái phước nhiều quá tiên cảnh đó, thành thử ra chú hiểu được cái gì chú mới đi làm đó. Mà chú làm như thế này đó là con rất là hoan nghênh chú, mà xã hội cũng hoan nghênh chú luôn, tại vì là người ta thấy được cái công tác từ thiện xã hội giúp cho đời á thì rất là đáng thương. Những cái hình ảnh mà ghi đẹp lại để gửi trong nước và ngoài nước, người ta xem cái video này người ta rất là tội nghiệp và đáng thương cho mấy cái người làm từ thiện, bởi vì bỏ công ra, công ăn việc làm gia đình đó là tạm sắp ổn định rồi là đi làm từ thiện thế này, nói chung là hiếm lắm chú ơi, cái người làm từ thiện rất là ít, phải không? Cho nên vậy rất là quý. Chỉ thì trong cái sự gặp gỡ ngày hôm nay, con chúc cho chú sức khỏe dồi dào, mạnh giỏi đầu năm những cuối năm, và làm ăn được cơm no áo ấm, và bên cạnh đó mong trời Phật gia hộ cho chú làm có tiền bạc mạnh giỏi để làm từ thiện để giúp cho tất cả cô bác anh chị em xã hội trong đất nước Việt Nam mình, xã hội được là được no ấm và được vui vẻ, để đem đến những cái hạnh phúc, những cái vui vẻ đến những cái mảnh đời bất hạnh, những cái hoàn cảnh trường hợp khó khăn, để được chú có mặt để chú hỗ trợ giúp cho, có công sức công, có tiền sức tiền, thì con mong thầy tổ đức cố trời Phật gia hội chú mạnh giỏi, làm ăn được có tiền bạc, gia đình được hạnh phúc, và mong cho gia đình chú được vui vẻ đó, và làm có tiền để làm từ thiện công tác xã hội. Dạ mô Phật, cảm ơn chú. Dạ đây là con nấu dừa. Dạ dạ hả, đây là chú ép dừa, chú ép dừa và cũng là trưởng đoàn. Trưởng đoàn đây hợp tác đi làm. À coi là chú này cũng hợp tác đi làm ha. Dạ. À chú nó cũng hợp tác đi làm. Nhưng mà mình đứng đây thôi nha quý vị, mình cũng ghi chú sơ thôi, tại vì ở đây thì đường vô không được nha quý vị. Quý vị thông cảm nha. Rồi, giờ đây thì Minh Tiền sẽ review dài ra mấy cái cô mấy cái chị ha, ăn bánh xèo chay nha quý vị. Đây nè quý vị. Đó. Đó quý vị. Nói chung là hồi nãy giờ mình review cho các bạn của bác chúng ta xem nha, mình chưa có ăn cái nào nha. Dạ dạ. Rồi qua đi chị. Đó.
đây quý vị ơi. Đó. Thì video này nãy giờ thì cũng 40 phút rồi nha quý vị. Đó. Dạ. Đây. Đây quý vị. Cô bác anh chị em tập phương đi lễ quý vị. Rồi ghé ăn bánh xèo luôn. Dạ. Dạ đây đó Vĩnh Long cô. Dạ. Dạ, cô ở đâu cô? À, Bình Tân Tân Lực hả? Dạ, con quê ở Vĩnh Long nè cô. Dạ, con là tỉnh Vĩnh Long, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Còn cô là ở Tân Lực. Tân Lực thuộc về huyện Bình Tân. Phải không? Con cũng là thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Cô đi xe ông Đa lên hay là cô đi xe đoàn cô? Xe ông Đa hả? Cô đi mấy chiếc cô? Hai chiếc ha. Là con nó chở cô đi ha. À đúng rồi. Dạ. Cô mới lên tới cái gì cô? Tám giờ ha. Dạ. Dạ năm nào cô cũng về dự lễ Đức Cố ha cô? À, cô mới về lễ năm nay à. Hồi đó giờ cô mới về dự lễ năm nay thôi. Đúng rồi. Vậy, sao mà Đức Cố đã lâu rồi mà sao mới dự lễ năm nay cô là sao cô? Cô có thể kể câu chuyện nhỏ nhỏ ngắn ngắn cho cô bác được hiểu không cô? Là nguyên nhân sao cô? Thì ở nhà cũng cúng lại rồi nhưng mà đó giờ chưa có đủ duyên đi. À. Bây giờ mở 3 tháng 11 để ngày của Đức Thầy đó cô cũng có đi. Dạ. Giờ có duyên là đi. Dạ 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 vậy là con hiểu rồi. Con nghĩ vậy đó. Dạ con hiểu rồi. Có nghĩa là cô nói là hồi trước kia là cô chưa có duyên đi. Nhưng mà bây giờ ở nhà cũng cúng lại nhưng bây giờ cô đã có duyên rồi thì cô đi dễ. À, tùy duyên mà đức thầy đức phật cũng nói là tùy duyên. À, có nghĩa là đức cố đã lễ từ lâu rồi nhưng mà cô mới đi năm nay thôi là cô trả lời là tùy duyên. Có nghĩa là hồi trước kia chưa có duyên bây giờ có duyên rồi. Con hiểu rồi. Con cháu cô là từ thiện mà. Dạ. Sao cô? Con cháu ruột của cô là từ thiện ở chợ Long Kiến mà. Cả nhà từ thiện bắt đầu rồi anh ra trường mấy chục năm chân hả? À chị đó hả? Dạ. Con cháu cô là làm từ thiện ha. À, con có dạ. Anh ruột thứ ba. Dạ. Cô là Út ha. À, cô có ăn chay không cô? Cô hả? Có ăn chay không là cô? Chưa, mới có 4 ngày à. À ăn chay 4 ngày ha. Hoài mà chưa được á. Dạ, 14 nha mà ăn chay 14 gầm anh chín 30 ha. Dạ cũng nguyện bài đó mà chưa được. À năm nay con thấy cô cũng lớn tuổi rồi, cô khoảng bao nhiêu tuổi cô? 70 hả? À cô đã 70 rồi quý vị. Cô tên gì cô? Cô tên gì? Út ha, Út luôn ha. À, cô 70 tuổi quý vị. Dạ đây đó Vĩnh Long chú. Dạ. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều ha, đã chia sẻ câu chuyện về bản thân của cô. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Chúc cô càng ngày có duyên với bên đạo thầy và bên Đức Cố. Mong cô có sức khỏe đặng mà năm nào cô cũng hội ngộ trở về dự lễ Đức Cố. Chúc gia đình cô được nhiều sức khỏe, làm ăn được giàu có ấm no nha. Chúc cô càng ngày càng mạnh giỏi, càng ngày càng là sức khỏe dồi dào, càng ngày càng có duyên với bên tổ thầy và bên là Đức Cố nha. Dạ cảm ơn cô rất nhiều nha. Rồi bye bye con nha. Dạ. Thì video đã hơn 43 phút rồi thì giờ đây Minh Tiền cũng xin khép lại. Mở thì sao được đó nè. Dạ video của con thì đây đó Vĩnh Long. Đây đó Vĩnh Long phải không? Dạ, có dấu nha chú. Ừ, dấu gì? Cũng như là dấu đầy đủ á. Đây đó Vĩnh Long. Ờ chữ nào cái chữ đó đó. Có dấu dấu chấm, dấu hỏi rồi dấu sắc đâu nặng gì đó. Biết mở. Dạ, đây đó Vĩnh Long anh chú. Dạ. Thì giờ đây Minh Tiền thấy video đã 44 phút rồi. Bây giờ thì Minh Tiền cũng xin khép lại. Chúc cho tất cả quý quan khách thập phương đến dự lễ Đức Cố và ăn ngon miệng. Và chúc cho gia đình của chủ nhà cũng mạnh giỏi và sức khỏe dồi dào, làm ăn được giàu có, ấm no hạnh phúc. Và bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn của bác chúng ta xem video của Minh Tiền, nếu có thấy ý nghĩa và hay thì cho Minh Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để chúng ta không bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Còn giờ đây thì Minh Tiền xin chào và hẹn gặp lại sau. Bye bye nha. Bây giờ quay nhà hàng giờ có dùng bánh.
bánh vô đặng mình dạ. Có thưởng thức bánh dạ dạ đúng rồi đúng rồi.